từ đừng hỏi nhau bất ngờ cho hai người ăn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ê, tôi chưa cầu nữa, chờ xíu cái rồi. Chắc cũng cầu đi. Riết đi. Riết đi. Riết đi. Mọi người ngủ cái đi, xong tôi cầu, xong rồi mọi người nói chuyện. Riết đi. Bây giờ tôi sẽ đàn một bản cho mọi người nghe. Ok. Ok. Cái đàn hơi bé mọi người đồng cảm. Đàn ơi. Chúc mừng sinh nhật của FCK, luôn là những chìa khóa của cậu. Luôn là FCK của cậu. Luôn là những chìa khóa của cậu. Ai đồ đáng yêu. Mọi người biết không? Mọi người biết gì không? Tôi rất tự hào vì có một lời FCK của cậu. Camera ở đây không quay được hết đâu. Camera có biết không? Một ngàn mấy trăm chục người. Ờ, nhiều lắm. Mọi người có biết là đứng ở đây là đặt hết trơn luôn rồi. Hiện tại là công an đã chắn hết tất cả các lối đi để cho mọi người đấy. Trời, có ai đứng dưới sông nữa kìa. Các bánh ăn lẹ đi nhé. Lẹ lẹ đi, riết rồi. Lúc này mới ăn không vậy? Chị cũng phải từ từ. Đây là có lẽ là cắt cái nào khác không? Đầu chưa? Cắt cái đàn của tôi đâu. Đầu đàn chưa? Chưa đàn mà. Chưa đàn mà. Chưa đàn mà. Chưa đàn mà. À không được, xin nhờ các bạn bận. Các em thật tình á. Thật luôn. Về bên anh là đúng nhất. Trời ơi, giống tỏ tình vậy em à. Về bên em là la. Đổ ta không đổ nè. Đổ gì mà đổ. Thôi các bạn không có kêu đâu, bây giờ kêu. Kêu. Tăng 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 tăng. Liếp. Ai cái bạn thân gái này. Bây giờ tôi vào cái chung. Mèo ơi. Mèo ơi, ai kêu mèo ơi. Bây giờ cắt tượng trưng thôi nha. Cắt tượng trưng thôi đi. Ấp luôn cái mắt đó. Gì? Ấp xong. Gì? Tôi không bao giờ tôi chơi ông vậy. Thật ra tôi nói thật với mọi người nha. Cái đất này toàn là giả thôi. Tất cả mọi người nói cái gì là cũng. Nói cho anh nói. Không được. Bây giờ nè, không phải cho tôi chết một cái tôi mới vừa làm. Chặt đi bằng kia giờ. Tháo cái khẩu trang ra. Không, tôi biết, tôi biết nào cũng chơi, tôi đang cười. Không, bây giờ chết công khai mà, chết ra ngoài, chết cho người ta biết là mình đang ăn sinh nhật. Trời ơi. Ai bắt thằng dắt lại cho tôi, ai. Dắt lên chạy chưa. Dắt quay lại nhìn nhé. Mọi người đối xử với tôi thật là tàn nhẫn. Cái cuộc sinh nhật của tôi làm hiện tại đang làm ở cầu Rồng Đà Nẵng là mọi người đối xử với tôi như thế này. Chép kem lên mặt tôi. À còn tình yêu gì đó. Đang ở gầm cầu. Mọi người đối xử với tôi như thế này nè. Nhanh đi. Có đáng thương hay không? Đẹp trai mà. Đẹp trai. Hỏi mọi người một câu nè. Khánh có đẹp trai không? Khánh có đẹp trai. Đừng có ai chạy. Đừng có ai chạy. Đừng có ai chạy. Đừng có chạy. Đừng có cản mà. Tôi nói đừng có cản mà. Tôi chạy cho vừa lòng. Chớ thầy cản luôn. Tôi biết thân biết phận mà. Phận con trai mấy chục cái bánh nước. Không biết đứa bánh nào đục bánh nào trong. Bé trai nó ăn trong. Thôi đục thì thôi đục. Khá đục. Ê, có trò chơi nè. Bây giờ mọi người chấm vô đây một cái. Chét lên mặt được. Chét lên mặt chắc. Ok. Mời, xin mời. Ông trang hộ trang hộ trang hộ. Tưới bụi đi. Tôi thoải mái. Ê. Tôi đó rồi. Ê cái này khỏi đánh kem nền luôn á. Chơi gì té là tóc luôn trời. Từ chết từ lao hay cái chuột. Thừa lý.
Trời đất ơi, cái áo mới mua hôm qua. Vừa, cái này rồi là quả báo không trừ một ai. Quay mặt qua đi. Ăn ướt. Có bạn nào có ăn ướt không cho mình xin. Chụi cái tay cho. Vừa làm mấy người kia. Mới vừa làm cái tay xong luôn á. Thế vừa à? Dạ. Dạ. Tức lắm. Dạ đất ơi trời. Mới lại coi trời ơi. Tôi đâu ở đây nè. Cảm ơn mọi người.